Ý là mình gửi văn bản cho thanh tra thì mình cũng phải có vị trí chứ, hội đồng ký chứ. Thì nè. cái đó là thì cái đó là hội đồng bồi thường ký đúng không anh? Có. Và hội đồng bồi thường trả lời chứ, Mày nói cũng nào. hội đồng bồi thường trả lời chứ là đúng. Làm gì đó. Vâng, thì ý là như thế này, tức là nếu mà Mày bên nói hội đồng sao? bồi thường á đề nghị bên ban quản lý dự án Làm gì đó. phối hợp và thực hiện trả lời cái đó, thì tụi em sẽ trả lời bằng cái văn Nào bản ra gửi hội đồng bồi thường, và hội đồng bồi thường căn cứ mày văn đưa bản lọt trả ra lời cho thanh tra. Tiếp còn bây giờ mà em trực tiếp trả lời cho thanh tra thì không được đúng có gì không? rồi Dạ. rồi thì bây giờ này anh tham mưu cho anh Hải là làm một cái văn bản, làm cái công văn đó, là anh gửi kèm các cái đơn thư đó đó, rồi ban phối hợp rồi trả lời cái đó, rồi em dựa vào đó anh trả lời gửi lại cho anh. Rồi cái chỗ mà trước Tết mà bàn giao cái bên bên anh có cái văn bản mà đề nghị bàn giao cái hồ sơ mà để bên anh thực hiện cái vỉa hè gì đó, thì bây giờ vấn đề này cần thứ nào thì tại vì cái của anh nói chung chung qua bây giờ cái văn bản của anh gửi lên là coi như là nếu mà cung cấp theo đúng cái ý đó thì là cung cấp toàn bộ luôn rồi đó, và bây giờ cung cấp toàn bộ để anh có thể chứ chắc cô đuối luôn á, không nổi đâu. Không, nhưng mà bây giờ này, bây giờ cho dù một cái quyết định trả đi chăng nữa, một cái áp giá đi chăng nữa cũng phải được từng lấy hồ sơ ra thì thôi. Đó, thì nó khủng khiếp lắm. Trời ơi, anh chưa thấy hồ sơ bồi thường đâu. Và bây giờ ý là anh à, cái này bây giờ anh cụ thể đi. Em nghĩ là vỉa hè với cái đó thì đâu có vướng bao nhiêu hộ đâu. Dạ đúng rồi, thì để em ở đây cô cho chứ còn đi. Bây giờ lấy chết em làm ở đâu? Trước sau cũng làm nhưng mà để sau đi, để sau này nó cứu một cái đi chứ còn bây giờ mà
của anh Tấn chạy văn phòng đấy, về được đấy. Chạy văn phòng á. Rồi, nhắn tin cho anh tìm đi nha. À nghe nè, nãy em xin cái số của anh Tấn chạy văn phòng á, hả? Có thêm 10 người hả? Hả? Không như thứ 10 nào không biết, nhưng mà anh kia anh nhờ xin cái số anh kia trưởng phòng á, anh cũng tham gia, nhờ xin cái số. Thì đó đang xin cái số cho anh Tấn văn chạy văn phòng á. Anh đi học bên Mỹ Long đúng không? Bảo là bảo cái phút 10 của cái buổi mới là em xin số điện thoại đó, cho cái số điện thoại của văn phòng đó, nó cần xử lý 3879110. Dạ.
chưa kìa, chưa lấy người nói xấu vợ anh kìa. Sáng hồi đi cuốn bút bài của mình. Hmm.